Chào tất cả những khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3. Lúc này chúng tôi đang có mặt tại cảng container quốc tế Hải Phòng. Và ở Hải Phòng bây giờ thì đang có những hạt mưa. Hy vọng là những hạt mưa này sẽ không làm ảnh hưởng tới một sự kiện sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm nay tại cảng container quốc tế Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân, Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó chính là sự kiện đặc biệt đón chuyến tàu có tải trọng 132.000 tấn trên tuyến xuyên Thái Bình Dương tới bờ Tây của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, con tàu mà chúng tôi đang nhắc tới thì hiện diện ngay sau lưng tôi ở thời điểm hiện tại. Quý vị có thể nhìn thấy. Và nếu quý vị đang đứng ở vị trí của tôi thì sẽ thấy mình thực sự rất nhỏ bé khi đứng cạnh con tàu có tải trọng 132.000 tấn này. Và chúng ta có thể nghe và nhìn thấy rất rõ những chiếc container đang hoạt động rất nhiều trên con tàu có tải trọng rất lớn này. Và đây chính là con tàu có tải trọng lớn nhất từng cập cảng tại bến cảng của thành phố Hải Phòng, kết nối trực tiếp Hải Phòng tới bờ Tây của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, cảng container quốc tế Hải Phòng thì chính thức đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2018. Và kể từ khi mà đi vào hoạt động đến nay thì cảng liên tục lập những kỷ lục trong việc là đón những con tàu có tải trọng rất lớn. Cách đây khoảng gần một tháng, vào ngày 11 tháng 4 năm 2019 thì cảng đã từng đón một con tàu có tải trọng là 108.000 tấn và kết nối trực tiếp khu vực miền Bắc với phía Tây Canada và bờ Tây Hoa Kỳ. Hôm nay thì cảng sẽ tiếp tục đón thêm một con tàu nữa với tải trọng là 132.000 tấn. Đây chính là con tàu có tải trọng lớn nhất từng cập cảng tại khu vực phía Bắc. Và thưa quý vị, đứng ngay cạnh tôi lúc này đang là sự hiện diện của Đại tá Trần Khánh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của HICT. Và chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với Đại tá Trần Khánh Hoàng để có thêm những thông tin về sự kiện đặc biệt này. Chào ông, cảm ơn ông đã thức dậy rất sớm cùng với những khán giả của Cà Phê Sáng với VTV3. Một sự kiện rất đặc biệt ngày hôm nay, và ông có thể chia sẻ với những khán giả về sự chuẩn bị của cảng dành cho một sự kiện rất đặc biệt này. Đầu tiên là giờ này không sớm nữa vì cảng bao giờ hoạt động 24/24, một năm chỉ dừng 2 tiếng đồng hồ để làm lễ đón Tết lịch thôi. Thế còn việc chuẩn bị cho cái ra đời và hoạt động rất hiệu quả của cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng này thì đã bắt đầu rất lâu. Các bạn biết rằng là Tân Cảng Sài Gòn là nhà khai thác cảng lớn nhất Việt Nam và cung cấp dịch vụ logistics lớn nhất Việt Nam. Và rất lâu rồi thì Tân Cảng Sài Gòn đã cùng với đối tác xây dựng cảng Tân Cảng Cát Lái, cảng lớn nhất Việt Nam, cộng với và một cái cảng nước sâu tại Cái Mép là cảng Tân Quốc tế Tân Cảng Cái Mép, là cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam và lớn thứ nhì của cả nước về sản lượng. Thế thì về chuẩn bị của cái việc xây dựng này, chúng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn. Tháng 1 năm 2014 thì Tân Cảng Sài Gòn nhận được quyết định của Thủ tướng thay thế Vinalines trong cái liên doanh cảng quốc tế, cảng container quốc tế Hải Phòng. Và cùng thời điểm đấy thì chúng tôi đã liên doanh với lại các đối tác rất là thân thiết như hãng tàu MOL của Nhật Bản, hãng tàu One Hai của Đài Loan và tập đoàn Itochu của Nhật Bản. Và vượt qua rất nhiều khó khăn để ngày 13 tháng 5 năm 2018 đã đưa cảng container đầu tiên và tất nhiên lớn nhất, nước sâu lớn nhất miền Bắc vào hoạt động. Trải qua gần một năm thì ngày hôm nay cảng HICT tự hào đón chuyến tàu lớn nhất chưa từng vào miền Hải Phòng và vào miền Bắc Việt Nam. Vâng, tôi có thể nhìn thấy sự tự hào đó hiện lên trong những câu trả lời và ánh mắt của ông. Câu hỏi thứ hai mà tôi muốn dành cho ông là ý nghĩa của sự kiện này đối với cảng container quốc tế Hải Phòng cũng như là với quân chủng Hải quân là như thế nào? Ngày hôm nay thì cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng tổ chức đón tàu lớn nhất vào Hải Phòng và vào miền Bắc. Rất trùng hợp, nó cũng là sự kiện để chào mừng lần thứ 64 ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam, cũng là lần thứ 64 ngày giải phóng Hải Phòng. Thế thì nền kinh tế thế giới và Việt Nam đã phát triển nhanh chóng, nhu cầu cảng nước sâu thì ngày càng lớn, với sự phát triển của ngành hàng hải, những con tàu ngày càng lớn. 10 năm trước thôi thì chúng ta chưa thể hình dung có những tàu cực lớn như hiện nay. Có những tàu lớn nhất Việt Nam là 23.000 TEU, tương đương 250.000 tấn tải trọng. Và hôm nay thì cái tàu như bạn giới thiệu là tàu 12.000 TEU, 132.000 tấn tải trọng lần đầu tiên vào đây. Thế thì nó ý nghĩa rất lớn, bởi vì những con tàu lớn này sẽ kết nối trực tiếp với hiện con tàu này với bờ Tây Hoa Kỳ vượt Thái Bình Dương. Và sắp tới sẽ có chuyến đi bờ Đông Hoa Kỳ, đi Địa Trung Hải, đến châu Âu và đến các châu lục. Nó giúp giảm chi phí logistics rất lớn. Câu hỏi cuối cùng mà tôi muốn dành cho ông, khi nãy ông có nhắc đến nền kinh tế, vậy thì theo ông là những cái con tàu chúng ta đón như thế này sẽ bước ngoặt như thế nào đối với nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai? Đây là sự kiện rất lớn, nó mở ra bức tranh hoàn toàn mới, hoàn toàn tươi sáng cho Hải Phòng, cho kinh tế trọng điểm phía Bắc và của Việt Nam. Đã từ rất lâu rồi và liên tục Thủ tướng Chính phủ nhắc đến cái việc mà cắt giảm chi phí logistics, thì việc mà đưa những con tàu lớn này thì làm cho chi phí vận tải trên một đầu container giảm mạnh và trực tiếp nó góp phần giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển ngắn hơn. Chẳng hạn hôm nay chuyến tàu này chở 63 630 container, 1.219 TEU
tương đương 20 feet đi thẳng trực tiếp Oakland và Long Beach của bang California của Hoa Kỳ. Thì thời gian đã giảm từ 25 ngày xuống còn 19 ngày, cắt được 6 ngày so với việc đi các cảng trung chuyển trước đây. Thời gian giảm, chi phí giảm và cái rủi ro cho hàng hóa nếu phải trung chuyển tại các cảng trung chuyển thì giảm thiểu. Đây là ý nghĩa rất lớn. Và các nhà đầu tư khi đầu tư vào một địa bàn bao giờ cũng hỏi có cảng nước sâu lớn không. Điều này rất quan trọng, nó còn thu hút đầu tư cho Hải Phòng, cho miền Bắc phát triển nền kinh tế Việt Nam. Cảm ơn ông rất là nhiều với những thông tin rất cụ thể về lễ đón tàu hôm nay, và chúng ta cùng chúc cho sự kiện hôm nay sẽ thực sự thành công. Và thưa quý vị, chúng ta cùng hy vọng là vào lúc 9 giờ ngày hôm nay thì trời sẽ tạnh hẳn mưa để sự kiện diễn ra thực sự là thành công tốt đẹp. Và chúng tôi sẽ đưa những thông tin chi tiết về sự kiện lễ đón chuyến tàu này vào chương trình Cà Phê Sáng với VTV3 ngày mai.